OK, hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video chứng khoán hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì em có đi thi ở bên Ủy ban chứng khoán, đi thi về bên Ủy ban chứng khoán về mấy cái chứng chỉ anh chị để nộp cho công ty thôi. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay em không có livestream trực tiếp ở trong phiên được cũng như là không có lên video sớm cho mọi người được. Với lại về thi xong về cũng hơi mệt cho nên là nằm nằm nghỉ ngơi anh chị. Tới bây giờ mới có thời gian xem lại thị trường rồi mới làm video cho mọi người đây. Thì đây cũng là một cái video nhận định thị trường cho giai đoạn sắp tới luôn. Khi mà em review lại thị trường thì thấy thị trường trong những cái giai đoạn gần đây, trong những cái phiên giao dịch gần đây giao dịch với thanh khoản thấp và đang tích lũy khá là tốt. Những cái nhóm ngành ví dụ như là chứng khoán, đầu tư công đang có những cái nhịp test lại số 2. Tuy chưa xác nhận thành công nhưng mà nó đang cho thấy những cái dấu hiệu tích cực. Bên cạnh đó, với cái nhóm ngành bất động sản vẫn đang khỏe hơn thị trường rất là nhiều và giao dịch với thanh khoản không quá lớn. Nhóm thép cũng tương tự như vậy. Thì đây vẫn sẽ là bốn nhóm, bốn cái mũi nhọn tấn công của chúng ta. Và chúng ta sẽ tập trung dòng tiền vào trong bốn nhóm cổ phiếu này để có thể là tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới. Thì ở đây trong cái tiêu đề của video này em có ghi là 4 cho tới 5 phiên nữa thì chúng ta sẽ biết rõ được xu hướng của thị trường, nghĩa là sẽ biết được rằng là thị trường sẽ chỉnh, sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, có nghĩa là thị trường sẽ kết thúc cái nhịp tăng từ giai đoạn là tháng 4 cho tới thời điểm hiện tại, hay là chúng ta sẽ biết được một điều rằng là thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng, bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút để có thể tiến lên cái vùng target cao hơn, đó chính là quanh 1.300 cộng trừ. Thì cái timing của em theo đồ thị kỹ thuật Ichimoku em đếm nến thì tầm khoảng từ 4 cho tới 5 phiên nữa. Thì chúng ta sẽ bàn luận về cái vấn đề đó là cái vấn đề đầu tiên, và cái vấn đề thứ hai đó chính là dạng cổ phiếu mà anh chị có thể chờ mua được trong giai đoạn này nha anh chị. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về cái phần đó. Thì để nghe về những cái vấn đề tại sao 4 5 phiên nữa và những cái mốc hỗ trợ quan trọng và những cái dấu hiệu quan trọng anh chị cần phải chú ý để chúng ta biết được rằng là cái xu hướng của thị trường sắp tới nó như thế nào, hoặc là những cái mã cổ phiếu hoặc là những cái nhóm ngành có thể mua được ngay trong ngày mai, chắc chắn là chỉ là mua thăm dò thôi. Thì lát hồi em sẽ trao đổi với mọi người về cái vấn đề đó. Thì mọi người nhớ xem hết cái video này nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của video này thì mọi người nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh, cũng như thả cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào phần thị trường ha anh chị. Thì thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó vẫn tiếp tục là dao động với thanh khoản thấp. Hiện tại thị trường đã hỏi rằng là đã xác định điều chỉnh xong chưa, thì em nói rằng là thị trường vẫn đang trong một cái vùng giằng co rung lắc và chưa có điều chỉnh xong. Thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc tích lũy thêm tầm từ khoảng cho 4 cho tới 5 phiên nữa. Sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay á này sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta cũng xác định luôn một điều rằng là hôm nay là thứ tư rồi đúng không, ngày mai là thứ năm, là cái phiên giao dịch ngày đáp hạn phái sinh. Thì thật ra thì ngày mai cũng không có lý do gì để tạo lập, họ đảo chiều họ đạp xuống một cách mạnh cả. Chẳng qua nếu mà ngày mai mà thị trường nó có giảm điểm á, thì chẳng qua có thể là do phái sinh họ chốt lon rồi phái sinh bên kia nó giảm điểm thôi, thì có thể là kéo theo thị trường cơ sở của chúng ta cũng giảm điểm. Nhưng mà nhìn chung á thì thị trường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nằm trong cái vùng rung lắc tích lũy thêm tầm từ 4 cho tới 5 phiên nữa. Tại sao từ 4 cho tới 5 phiên nữa? Một phần là cái dễ nhịp, một phần là do em đếm nến theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku để mà tầm khoảng 4 cho tới 5 phiên nữa là hai cây kiếm này nó sẽ chập lại với nhau. Có nghĩa là hai cây kiếm này, đường màu xanh và đường màu đỏ này, Tenkan và Kijun, nó bắt đầu nó sẽ chập lại với nhau. Thì hai đường này mà nó chập lại với nhau á thì nó sẽ bước vào một cái trạng thái gọi là trạng thái tích lũy chặt. Khi mà bước vào một cái trạng thái tích lũy chặt á thì thị trường sắp xảy ra một cái biến động rất là lớn, một cái sẽ hình thành là một cái xu hướng mới, có thể là tiếp diễn xu hướng tăng hoặc là bước vào một cái pha điều chỉnh nha nhỉ, từ 4 cho đến 5 phiên nữa khi mà hai cây kiếm này bắt đầu chập lại với nhau. Đó. Thì thị trường bây giờ nó chỉ cần cái gì nhỉ? Nó chỉ cần đừng vượt đỉnh quá sớm. Đừng vượt đỉnh quá sớm là được, hoặc là nếu có vượt đỉnh lên nha nhỉ, hoặc là nếu có vượt đỉnh lên thì tốt nhất là không bị bán ngược trở lại với thanh khoản lớn. Anh chị có thể thấy ở cái phiên ở đây làm ví dụ. Đây, ở đây thị trường mình này, anh chị thấy nè. Lên này đúng không? Chỉnh lại nè. Đó, chỉnh trước một cái nè, hồi nè. Xong rồi chỉnh lại nè, xong rồi vượt đỉnh lên nè, có một cái cú giảm điểm nè. Nhưng cái cú giảm điểm này sao vậy? Cái cú giảm điểm cái phiên ngày 29 tháng 6 ngày con chuột em đây nè, thanh khoản không quá lớn, thì thị trường mình có thể vượt đỉnh cũng được, vượt đỉnh cũng được không sao hết, nhưng mà tốt nhất là đừng bị bán ngược lại với thanh khoản lớn. Bị bán ngược lại cũng được nhưng mà đừng có bị bán với thanh khoản lớn là được nha anh chị. Đó, anh chị hiểu mới nói không? Đó, thì thị trường có thể là tiếp tục giằng co dao động, có thể là sideways up hay là làm sao đó rung lắc tích lũy từ 4 cho tới 5 phiên nữa để hai cái kiếm này nó có thể nó sẽ chập lại với nhau. Thì khi đó thị trường nó chỉ cần nó có một cái lượng tiền vào phóng lên một cái là thị trường sẽ bẻ được cái thế phân kỳ, phá thế phân kỳ luôn, và sau đó sẽ tiếp diễn xu hướng tăng giống như giai đoạn ở dưới này. Đó, ok ha anh chị. Còn nếu như mà khi mà hai kiếm mà chập lại mà thị trường lại quay về thủng 1226 á là thị trường sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh, coi như là cái nhịp tăng từ tháng 4 tới bây giờ sẽ kết thúc. Ok ha, để bước vào một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn nha.
Xong cái nhịp điều chỉnh đó rồi thị trường sẽ quay trở lại xu hướng tăng tiếp, tại vì thị trường chúng ta xét về xu hướng trung và dài hạn vẫn sẽ là xu hướng uptrend. Em phải nói rõ ràng như vậy để không thôi là có nhiều anh chị em bắt bẻ nữa. Đó, ok ha gì, nghe nó có vẻ nó là hai trường hợp đúng không, nhưng mà không ai đếm được cái thăm minh đó đâu anh chị, chỉ có sử dụng đồ thị kỹ thuật Ichimoku đếm được cái thăm minh đó thôi, hoặc là anh chị có thể sử dụng cái mà Bollinger Band á. Đó, thì dựa theo phân tích đồ thị kỹ thuật Ichimoku là 4 5 phiên nữa đúng không? Thì em nghĩ là cũng phải tầm tầm đó thôi, 4 5 phiên nữa thì Bollinger thị trường mà nó có thể nó lên đây, xong nó quay về, xong lại lại tích lũy trên đây với thanh khoản thấp nha, với thanh khoản thấp nha anh chị, với thanh khoản thấp nha, tích lũy ở trên cao. Hôm nay là thị trường chúng ta đã vượt được 1240 rồi đó. 1240 đó chính là cái cản ngắn hạn của thị trường mà hai phiên trước thị trường không vượt được nè anh chị. Hôm nay đã vượt qua được 1240 thì nếu thị trường tích cực nó có thể nó sẽ tích lũy ở trên này luôn. Với thanh khoản thấp, cho dù có vượt đỉnh lên bị bán ngược lại thì cái nhịp bán ngược lại này không nên bị bán với thanh khoản lớn. Nếu như mà cái nhịp bị bán ngược lại mà không bị bán với thanh khoản lớn thì cả nhà vẫn cứ yên tâm bình thường đối với thị trường ở thời điểm hiện tại nha anh chị. Đó, thì nó sẽ tích lũy trên này với thanh khoản thấp thì nó chỉ cần 4 5 phiên nữa nó mà bung lên là cái band trên này nó sẽ tiếp tục nó mở ra. Tại vì tích lũy thêm 4 5 phiên nữa là em nghĩ là cái Bollinger Band này nó sẽ bắt đầu nó thắt chặt lại. Nhanh thì cái Bollinger Band nó sẽ bắt đầu nó thắt chặt lại, thì lúc đó khi mà thị trường nó bung lên một cái là band trên nó sẽ tiếp tục nó lại nở ra và thị trường lại tiếp tục bám band đi lên tiếp. Còn hiện tại là cái band nó đang mở ra quá rộng, Bollinger Band nó đang quá rộng, nó đang bắt đầu nó siết siết lại dần này gì, thì tầm 4 5 phiên nữa thôi là cái band trên bắt đầu nó bó lại, thì lúc đó mình gọi là Bollinger Band nó bó lại. Thì khi mà nó bung lên một cái là nó sẽ phá được cái thế phân kỳ đó. Tại sao giai đoạn bên này nó lại phá được cái thế, một nó lại phá được cái thế phân kỳ anh chị? Một phần là do phân kỳ yếu, một phần ở đây là do Bollinger Band thắt chặt đây. Anh chị có thể thấy này, Bollinger Band thắt chặt ở đây, anh chị có thể thấy này, lên nè, chỉnh xuống nè, cũng mất tầm khoảng loanh quanh đâu đó một khoảng thời gian là tầm khoảng một tuần hơn đó, thì Bollinger Band thắt chặt lại. Thì khi mà nó bung lên một cái, có một cái phiên xác nhận là phiên này đó, cái phiên giao dịch ngày 10 tháng 7 là một cái phiên giao dịch xác nhận bung lên một cái, bên trên bắt đầu mở ra và thị trường tiếp tục bám band đi lên tiếp. Thì ở giai đoạn hiện tại em nghĩ là thị trường nó cũng sẽ tương tự như vậy, nếu tích lũy tầm khoảng loanh quanh từ 4 cho tới 5 phiên nữa, loanh quanh tầm khoảng một tuần nữa đó này, thì Bollinger Band nó cũng bó lại, thì chỉ cần một cái phiên xác nhận bước lên một cái là bên trên nó sẽ mở ra và thị trường sẽ tiếp tục bám band để đi lên tiếp, là coi như nó bẻ luôn cái thế phân kỳ, nó phá thế phân kỳ để nó tiếp diễn xu hướng tăng và tăng lên tới đâu thì target tiếp theo đó chính là quanh cái vùng là 1.300 cộng trừ. Anh chị có thể nhìn về cái giai đoạn tháng 12, cuối tháng 12 năm 2020 đây, anh chị cũng có thể thấy ở đây thị trường nó xem như vậy nè anh chị. Đó, bắt đầu nó cũng có những cái nhịp rung lắc chỉnh lại ở đây nè, nhưng mà sau những cái nhịp rung lắc chỉnh lại đó thì thị trường tiếp tục lại có một cái nhịp chạy nước rút, thì sau đó mới xuất hiện một cái cú điều chỉnh mạnh. Thì thị trường mình hoàn toàn có khả năng sẽ đi theo cái hướng như vậy vẫn được nhanh nhỉ, nghĩa là tích lũy xong bung lên chạy cho chạm target 1.300 thì sau đó mới xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh lớn sau đó để kết thúc cái xu hướng tăng từ tháng 4 cho tới thời điểm hiện tại. Thì sau cái cú điều chỉnh đó thị trường sẽ tiếp tục quay lên, tích lũy quay lên và đi lên tiếp, phá đỉnh đi lên tiếp để chinh phục những cái vùng target xa hơn, thì lúc đó là chúng ta sẽ qua năm 2024. Ok ha anh chị. Đó, còn cái kịch bản tiêu cực là khi mà Bollinger Band thắt chặt lại. Đó, Bollinger Band mà thắt chặt lại nha anh chị, có nghĩa là tích lũy chặt đó mà thị trường nó lại quay về nó thủng cái mốc là 1226 theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku nha. 1226 theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku. Lúc đó em không biết cái đường MA 20 ở đây nó sẽ dời lên tới đâu thì em không biết, 4 5 phiên nữa nó dời lên tới đâu thì em không biết. Nhưng mà theo đồ thị phân tích kỹ thuật Ichimoku là 1226. Nếu thị trường mà nó thủng 1226 trong cái trong tầm khoảng từ 4 cho đến 5 phiên nữa mà thủng 1226 thì có thể là chính thức bước vào một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn luôn. Thì sau cái nhịp điều chỉnh đó thị trường nó sẽ quay trở lại xuống tăng. Ok ha anh chị. Đó, thì nó sẽ có những cái trường hợp như vậy, thì 4 cho tới 5 phiên nữa chúng ta sẽ biết rõ xu hướng của VN Index trong giai đoạn sắp tới như thế nào. Vậy thì khi mà thị trường nó đang có những cái nó vẫn đang nằm trong những cái vùng rung lắc tích lũy giằng co như vậy á, thì chúng ta sẽ có những cái hành động như thế nào là hợp lý. Thì em nghĩ là những anh chị nào đang cầm quá nhiều tiền, đặc biệt là full cash, có thể là đang full cash, thì em nghĩ là chúng ta có thể là canh những cái mã cổ phiếu nằm trong bốn nhóm: bất động sản, thép, đầu tư công, chứng khoán. Đặc biệt ưu tiên nhất cho em ở giai đoạn này đó chính là đầu tư công và chứng khoán. Tại vì sao? Tại vì nhóm bất động sản đã tăng một cái nhịp kha khá rồi và hiện tại ít mã cổ phiếu nào đang có một cái nền tích lũy để chúng ta có điểm mua anh chị. Cho nên những cái mã cổ phiếu chứng khoán, những cái mã cổ phiếu đầu tư công là những cái mã cổ phiếu em thấy là đang có điểm mua. Tại vì nếu như anh chị mua những cái mã cổ phiếu chứng khoán, những cái mã cổ phiếu đầu tư công á, thì khi mà thị trường mà nó bẻ được phân kỳ mà nó tiếp tục xuống tăng nó đi lên á, thì em chắc chắn với mọi người một điều rằng là những cái mã cổ phiếu chứng khoán này nó sẽ tiếp tục vượt đỉnh và nó đi lên. Và cái cách mà nó đi lên nó cũng sẽ không khác gì nhóm bất động sản ở thời điểm hiện tại. Thậm chí lúc đó nhóm chứng khoán, nhóm đầu tư công mà bật lên trở lại vượt đỉnh đi lên thì nhóm bất động sản sẽ bắt đầu tích lũy lại. Ngay thì đặc biệt là những cái mã cổ phiếu như đất xanh nó sẽ tích lũy nền số 2, cổ phiếu sale nó sẽ tích lũy nền số 2, cổ phiếu đít nó sẽ tích lũy nền số 3 để nó chuẩn bị cho những cái nhịp chạy tiếp theo.
Ok ha nhỉ, cho nên cái nhóm chứng khoán và nhóm đầu tư công cũng sẽ là hai nhóm cổ phiếu chúng ta sẽ được ưu tiên. Tại vì em thấy là nhiều anh chị tập trung quá nhiều vào bất động sản mà quên đi những cái nhóm cổ phiếu khác. Tại vì những cái nhóm cổ phiếu khác như nhóm cổ phiếu chứng khoán đang tích lũy rất đẹp. À, đầu tư công em sẽ lấy ví dụ như là KHB, nó đang có những cái nền tích lũy rất là đẹp ở đây. Cho nên hai cái nhóm này cũng sẽ là hai cái nhóm cổ phiếu không nên bỏ qua. Đặc biệt là nhóm thép, em thấy là Hòa Phát cũng đang rất là đẹp. Tại sao giai đoạn này em lại lựa chọn Hòa Phát? Tại vì dòng tiền ở thời điểm hiện tại, dòng tiền trên thị trường chúng ta là dòng tiền rất là lớn. À, cho nên là họ có thể là họ sẽ chọn những cái mã cổ phiếu như Hòa Phát, và Hòa Phát nó sẽ chạy rất là nhanh. Tại vì dòng tiền lớn vào một cái là Hòa Phát nó chạy rất là nhanh anh chị. Đó, với lại là có margin nữa, dễ đánh. Hòa Phát nó có margin cao, nó dễ đánh. Còn Hoa Sen với Nam Kim thì có công ty chứng khoán có margin, có công ty chứng khoán không có margin. Như Nam Kim thì em nhớ là không có công ty nào có margin hết. Hoa Sen thì tùy công ty nó vẫn sẽ có, nhưng mà margin ít thôi. Hòa Phát thì margin nó nhiều, cho nên đánh Hòa Phát nó cũng sẽ dễ hơn. Đó, ok ha anh chị. Đó, thì cái đó là cái vấn đề về thị trường. Tại sao em nói là 4 5 phiên nữa chúng ta sẽ biết được rõ xu hướng của thị trường sắp tới như thế nào. À, và khi mà chúng ta biết được rằng là 4 5 phiên nữa thị trường nó sẽ có biến động. Vậy thì tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không thăm dò cổ phiếu? Đúng không vậy? Em suy nghĩ, em ngồi em suy nghĩ tại sao 4 5 phiên nữa mình xác định 4 5 phiên nữa thị trường mới có biến động, có nghĩa là nếu mà thị trường nó có bước vào một cái nhịp điều chỉnh mạnh á thì cũng phải 4 5 phiên nữa chúng ta mới biết được. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không mua thăm dò cổ phiếu? Mua thăm dò tầm khoảng 30% thôi. À, 4 5 phiên nữa là hàng về mất tiêu rồi. Đúng không vậy? 40 4 3 4 5 phiên nữa hàng về rồi, mua thăm dò 30% thôi. Hoặc là anh chị có thể là tự tin hơn. Nếu anh chị tự tin hơn nha, anh chị xài tài khoản margin anh chị có thể thăm dò 50% tiền mặt. Thì chúng ta sẽ còn 50% tiền mặt và thêm cái phần margin chúng ta chưa mua nữa. Thì anh chị có thể thăm dò một cái mã cổ phiếu từ 30 cho tới 50%. Thì nếu như mà thị trường nó đi theo cái hướng tích cực, là cái hướng như em nói, cái hướng tích cực á, là tích lũy 4 5 phiên nữa xong rồi bung lên bẻ cái thế phân kỳ, phá thế phân kỳ vượt đỉnh để đi lên tiếp, thì chúng ta sẽ gia tăng nốt cái phần còn lại theo chiều hướng đi lên. Đúng không anh chị? Đó, rất là dễ. Còn nếu như mà chúng ta mua thăm dò 30 50% sau 4 5 phiên mà hàng về mà thị trường lại thủng 1 2 26 thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro bằng cách là cắt lỗ, và em đảm bảo với mọi người rằng là cắt lỗ sẽ không có quá 7% đâu. Cắt lỗ sẽ không quá 7%. Và cái phần đó chúng ta cắt lỗ chỉ là cái phần thăm dò thôi, coi như cái phần. Và khi mà thị trường nó đi theo cái hướng xấu như vậy thì bắt buộc chúng ta phải sao để quản trị rủi ro là điều chắc chắn. Ok ha anh chị. Nếu như anh chị hợp lý thì anh chị cứ follow theo những cái kế hoạch của em như vậy thì em thấy nó rất là ok. Đó. Đó, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo nha anh chị. Chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo là cái phần những cái dạng cổ phiếu mà đang chờ mua nha anh chị, dạng cổ phiếu mà đang chờ mua. Thì trước khi đi qua về cái phần đó, thì anh chị nào đang xem thì nhớ để lại cho em một like nha anh chị, nhớ thả cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận và xem hết cái video này để chúng ta biết được rằng là những cái mã cổ phiếu nào, những cái loại nhóm cổ phiếu nào mà đang thuộc cái dạng mà chờ mua. Ok ha anh chị, để anh chị có thể là cân nhắc vào ngày mai, ngày mốt hay gì đó, chúng ta có thể là canh những cái nhịp rung lắc trong phiên của thị trường để chúng ta có thể là mua được những cái mã cổ phiếu đó, thăm dò với mức giá đỏ nó sẽ hợp lý và nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Ok ha anh chị. Thì ngày hôm nay nhìn chung anh chị có thể thấy thị trường mình như thế nào, anh chị thấy ngày hôm nay thị trường mình nhìn chung là cũng không phải gọi là quá xanh vỏ đỏ lòng đúng không, về cuối phiên có một cái nhịp kéo rất là tốt, nhưng mà chủ yếu là kéo trụ một vài mã cổ phiếu bớt ra trong nhóm bất động sản nó cũng có những cái sự phân hóa. Bên cạnh đó là nhóm chứng khoán có mã cổ phiếu VIX họ nhận được lại tiếp tục tím, lại tiếp tục tím. Rồi những cái mã cổ phiếu chứng khoán khác như VND, SSI, HCM cũng xanh nhẹ. Rồi những cái mã cổ phiếu bất động sản như Đất 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 Xanh này nó cũng xanh lên. Đất hôm nay tăng được 4%. Thì những cái mã cổ phiếu đó thì nó quá ghê rồi. Nhưng mà cho chúng ta thấy được một điều rằng là nhịp đang có bắt đầu có những cái sự phân hóa. Nhưng mà nhìn chung là những cái nhóm ngành khác như là chứng khoán rồi đầu tư công vẫn đang trong những cái vùng rung lắc tích lũy, thì chúng ta cũng có thể là chú ý tới hai cái nhóm ngành đó. Và hai cái nhóm ngành đó cũng thuộc vô hai cái nhóm ngành thuộc vô cái dạng là đang chờ mua. Tại sao là chờ mua? Thật ra trong những cái video trước em đã có nói rồi, nhưng mà video này em sẽ nói kỹ hơn một chút xíu và em sẽ lấy ví dụ một số mã cổ phiếu. Em lấy ví dụ như FTS, anh chị có thể nhìn mã cổ phiếu FTS trong suốt giai đoạn từ đầu tháng 7 cho tới thời điểm hiện tại thị trường chúng ta tăng rất là mạnh. Nhưng mà chủ yếu là nhóm bất động sản tăng điểm và những một số mã cổ phiếu trụ khác, ví dụ như nhà họ Vin đúng không anh nhỉ, hoặc là một số mã cổ phiếu ngân hàng nó tăng điểm, nó kéo chỉ số thị trường đi lên. Nhưng mà nhìn chung là nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu đầu tư công nhìn chung là nó đi ngang, nó tạo nền, hoặc là một số cổ phiếu nó khỏe thì nó sideways up chứ nó không có một cái xu hướng tăng thật là quyết liệt như nhóm cổ phiếu bất động sản và một số mã cổ phiếu thuộc nhóm Vin30 khác như nhà họ Vin. Đó, đó là cái lý do tại sao em lại nói rằng là đây là hai nhóm cổ phiếu thuộc đang thuộc cái lớp mà chờ mua, đang thuộc cái dạng gọi là chờ mua. Tại vì sao? Trong suốt giai đoạn vừa rồi nó tích lũy đi ngang, và trong cái đợt vừa rồi thị trường có một cái cú rũ quay về cái vùng loanh quanh là 121 ít đó nè, 1213, 1215 gì đó thêm nhớ. Thì những cái mã cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán và nhóm đầu tư công nó cũng có những cái nhịp rũ, ví dụ như FTS ở đây nó đang đi ngang là gì, nó rũ. Nhưng mà chị cứ để ý cái nhịp rũ này xem, thanh khoản nó không có quá lớn. Thì với cái mức thanh khoản như thế này đối với một cái mã cổ phiếu, em lấy ví dụ trước mắt là FTS, thì chắc chắn với mọi người rằng là với cái mức thanh khoản như thế này thì không phải gọi là phân phối. Và với cái mức thanh khoản như thế này thì chắc chắn rằng là không ai phân phối được với một cái mức thanh khoản như thế này hết nha anh chị. Cho nên đây chính là một cái nhịp rũ. Và tại sao em vẫn đang tiếp tục chờ? Tại là em chờ cái nhịp số 2.
FTX đang trong cái nhịp test lại số 2, thì nếu như mà cái nhịp test số 2 này vô thấp, trước mắt là chúng ta đã có hai phiên rất là đẹp rồi, phiên này và phiên này, cái phiên ngày hôm qua và cái phiên ngày hôm nay test lại rất là đẹp với thanh khoản thấp, thì nếu như mà cái phiên ngày mai tiếp tục là một cái phiên giao dịch với thanh khoản thấp, thậm chí là giảm điểm hoặc thậm chí là ngày mai mà có tăng điểm đi chăng nữa nhưng mà với thanh khoản thấp á, thì em nghĩ rằng là anh chị hoàn toàn có khả năng là vào thăm dò từ 30 cho đến 50% đối với cổ phiếu FTX đó. Rồi những cái mã cổ phiếu tương tự FTX, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu nào, BSI anh chị cũng có thể thấy đây. Ở BSI thì vol hôm nay nó hơi to một chút xíu nhưng mà với cái mức vol này, đây là một cái mức vol nhỏ, thì anh chị có thể chờ vào cái phiên ngày mai trong những cái nhịp rung lắc của thị trường á, để xem rằng là BSI nó có dao động với thanh khoản lớn không. Nếu như mà ngày trong những cái trong một phiên giao dịch chắc chắn thị trường sẽ có những cái nhịp rung lắc, và trong những cái nhịp rung lắc đó anh chị để những cái mã cổ phiếu này xem rằng là thanh khoản nó có dao động, nó có lớn không. Nếu thanh khoản nó thấp á, trong những cái nhịp rung lắc của thị trường á, thì anh chị có thể bước chân vào thăm dò từ 30 cho đến 50% nha anh chị. Đó thì FBSI nó cũng tương tự nè, đi ngang nè, rũ nè, hồi nè và đang test lại cái nhịp số 2, thì chúng ta cần cái phiên ngày mai nữa. Nếu phiên ngày mai mà hướng lên nha anh chị, cho dù cái phiên ngày mai mà hướng lên vượt 33 với thanh khoản thấp thì anh chị cũng có thể là mua được đối với cổ phiếu BSI, thăm dò cũng được, nó chúi xuống cũng được mà nó hướng lên thì anh chị mua vẫn được nha anh chị. Nhưng mà đặc biệt nhớ lưu ý giúp em một điều, đó chính là thanh khoản phải thấp nha anh chị, thanh khoản phải thấp luôn à, chứ thanh khoản cao thì chúng ta sẽ bỏ đó. Rồi SSI nè anh chị, đó SSI nè, tích lũy nè, rũ nè, hồi nè, đang test lại nhịp số 2 nè, và SSI đang có hai phiên test lại rất là đẹp. Đó, kể cả VND là một trong những cái mã cổ phiếu thuộc dạng hiện tại là đang khỏe trong nhóm ngành chứng khoán, bức nền anh chị, xong đang có hai phiên test lại thanh khoản thấp rất là đẹp, thì những cái mã cổ phiếu như VND mà anh chị nào đánh là thuần kỹ thuật á, không quan tâm tới tin tức không mà không màng tới những cái vấn đề mà liên quan tới Trung Nam á, mà thật ra đối với cá nhân em thì hôm bữa em có thông báo với mọi người rằng là bỏ VND tại vì có một số thông tin liên quan tới Trung Nam, nhưng mà bây giờ em lại nhận được một số thông tin là VND nó đã gỡ được những cái vướng mắc liên quan tới những cái vấn đề mà đang giữ chân nó ở những giai đoạn trước đó, có nghĩa là những cái vấn đề liên quan tới Trung Nam có thể là sẽ được giải quyết rất là êm đẹp. Cho nên là anh chị nào cầm VND thì có thể tiếp tục yên tâm nắm giữ, anh chị nào thích VND thì có thể là thăm dò VND vào ngày mai cũng được, với một cái mức là tầm từ 30 đến 50% luôn. Rồi CTS anh chị cũng thấy thấy tương tự nè, CTS thì nó khỏe một chút xíu, CTS thì giai đoạn này nó đi ngang xong rồi lên đây nó sideways up, nó sideways up xong nó cũng có một cái nhịp rũ rồi nó hồi, nó đang test lại với thanh khoản thấp, CTS cũng rất là đẹp. CTS thì cái mẫu hình nó sẽ giống VCI, VCI sideways up xong có một cái phiên nổ lên xong có một cái nhịp test lại hồi xong đang test lại cái nhịp số 2 đó, cho nên anh chị cũng có thể quan tâm đến những cái mã cổ phiếu này. VCI thì nó sẽ là nó dễ làm leader hơn, VCI thì nó dễ làm leader hơn, anh chị đừng có nhầm con VIX này nó là leader nha. Nếu nó là leader là hôm nay nó kéo cả nhóm ngành chứng khoán lên rồi, cho nên bản chất cái con VIX này nó không có tính chất nó làm leader được, thì những cái mã cổ phiếu như VCI em nghĩ là có tính chất nó sẽ làm leader được, hoặc là những cái mã SSI nó sẽ có tính chất nó làm leader được, kể cả như những cái mã cổ phiếu như HCM này, anh chị thấy mẫu hình y chang SSI luôn, tích lũy đi ngang rũ hồi lên test lại đó. Thì anh chị nào cầm những cái mã cổ phiếu chứng khoán nào thì tiếp tục nắm giữ và canh mua gia tăng thêm, còn anh chị nào chưa có mã cổ phiếu chứng khoán nào thì những cái mã nãy giờ em nói thì anh chị thích mã nào thì anh chị tham gia vào mã đó, mã nào cũng được tại vì mẫu hình nó y chang nhau hết. Và cái nhóm ngành tiếp theo đó chính là cái nhóm ngành đầu tư công, thì chúng ta cùng điểm sơ qua một số mã cổ phiếu nhóm ngành đầu tư công nha anh chị. Ví dụ như VCG ở đây, VCG hiện tại là đang tích lũy nè anh chị thấy nè, đang tích lũy nè, giai đoạn này có dao động đúng không, giai đoạn 24 tháng 7 là có dao động, là tại sao có tăng lên, là tại sao là có những cái thông tin liên quan tới những cái gói thầu liên quan tới sân bay Long Thành, là có liên quan về cái mặt thông tin, nhưng mà bản chất nhìn chung là xu hướng nó cũng là không phải là xu hướng tăng quá mạnh, không phải là tăng quá quyết liệt giống như là những cái nhóm ngành ví dụ như là bất động sản hay là một số mặt cổ phiếu như Vingroup đó. Thì giai đoạn vừa rồi thì VCG bắt đầu tích lũy đi ngang trở lại, một phần là do chạm cái vùng cản bên khung tuần, thì bắt đầu tích lũy trở lại, và trong suốt giai đoạn vừa rồi thì anh chị cũng lại thấy là VCG này trong cái quá trình đi ngang của nó cũng có một cái nhịp rũ hồi lên và đang tích lũy trở lại và đang nằm ngay cái nền luôn, và giao dịch với thanh khoản thấp, thì cá nhân em thấy VCG bản chất anh chị cũng có thể là thăm dò được từ 30 cho tới 50%. Những anh chị nào có hàng thì có thể là tiếp tục nắm giữ, chỉ cần VCG mà nó vượt qua được cái vùng là tầm khoảng 27.2 là anh chị có thể là mua gia tăng thêm, tại vì khi mà VCG mà vượt qua 27.2 là nó sẽ bước vào một cái trạng thái hợp bích phi tiên đi lên nha anh chị, hợp bích phi tiên đi lên đó. Còn nếu anh chị an toàn thì anh chị đợi nó vượt hẳn 28.1, vượt hẳn 28 là an tâm nhất, vượt hẳn 28 là dao kiếm đồ hợp bích là nó đi lên hết luôn, kể cả hai cây kiếm và kể cả hai cây dao là đều cùng nhau phóng lên hết, thì lúc này VCG nó sẽ hướng lên cái vùng là tầm target tầm khoảng 31 gia nhịp 31 32 vậy, loanh quanh cái vùng ở trên này. Cho nên những cái mã cổ phiếu mà đang test lại với thanh khoản thấp và đang tích lũy đi ngang với thanh khoản thấp như thế này thì bản chất là anh chị có thể thăm dò từ 30 cho đến 50% và đợi cái phần hàng đó về, nếu như nó vượt đỉnh mua gia tăng thêm và kết hợp thêm nhìn với thị trường nha, nhìn VN-Index, nếu như mà VN-Index bước lên sau 4 5 phiên nữa bẻ được cái thế phân kỳ thì lúc đó chúng ta sẽ mua gia tăng cổ phiếu luôn đó. Rồi những cái mặt cổ phiếu như là CG anh chị thấy nè, trong suốt giai đoạn vừa rồi là nó làm gì, anh chị, nó đi sideways, sideways thì đợt vừa rồi thị trường chỉnh nó cũng có cú rũ rũ xuống hồi lên đang test lại những cái nhịp số 2 và thanh khoản rất là thấp, thì đây là những cái mặt cổ phiếu mà em thấy đang rất là đẹp. Nếu như mà cái nhịp này anh chị, kể cả là nhóm chứng khoán hay là nhóm đầu tư công nói chung, nếu nhịp này mà rũ thành công á,
thì nhịp sau nó chắc chắn với mọi người nó sẽ vượt đỉnh, nó đi lên tiếp, và nó có thể nó đi lên được ít nhất từ 20 cho tới 30% nữa. Thì khi mà những cái nhóm này mà nó bước đỉnh nó đi lên á, thì có thể là nhóm cổ phiếu bất động sản nó sẽ chững lại một thời gian ngắn, rồi sau đó nhóm bất động sản nó sẽ chạy tiếp. Nói chung kiểu giống như là nó luân phiên nhau nó chạy, nhịp trước nhịp tháng 7, từ đầu tháng 7 tới giờ bất động sản nó chạy, nhóm đầu tư công nhóm chứng khoán nó đi ngang tích lũy rồi nó rũ bỏ. Nếu nhịp này rũ bỏ thành công thì nhóm đầu tư công nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục chạy rất là tốt, thậm chí nó có thể đầu tư công nó chạy có thể nó sẽ kéo theo nhóm thép. Tuy nhiên là nhóm bất động sản có thể sẽ chững lại tích lũy một cái thời gian ngắn, sau đó nó sẽ chạy tiếp nhanh vậy đó, cái vấn đề nó sẽ nằm ở chỗ đó đó. Rồi KSB anh chị cũng thấy rất là đẹp nè, đây tích lũy đi ngang nè, rũ nè, hồi lên nè, đang test lại cái nhịp số 2, thì ngày mai em sẽ quan sát và có thể em sẽ khuyến nghị mọi người vào thăm dò một phần đối với cổ phiếu KSB anh chị. Thì ngày hôm qua là em đã khuyến nghị mọi người là thăm dò mã cổ phiếu Masan rồi. Tại vì sao em lại khuyến nghị mua Masan? Masan là một trong những cái mã cổ phiếu nó đang bắt đầu nó điều chỉnh trước, và nó điều chỉnh cho tới thì hiện tại là nó điều chỉnh 8% tính từ cái vùng đỉnh rồi. Nó đang có một cái vùng hỗ trợ giao găm ở dưới này nữa, cho nên em khuyến nghị mọi người mua ngày hôm qua quanh cái mức giá là 82 cộng trừ luôn, quanh cái mức giá là 82, 82 chấm ít luôn. Và cái vùng mua gia tăng thêm theo chiều xuống quanh dưới này là tầm khoảng lên quanh là 80, và đợi cho nó vượt lên hẳn 85 thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm, và cái target của Masan trước mắt nó sẽ là 105 nhanh vậy. Trước mắt nó sẽ là tầm 94 và sau đó sẽ là 105, và em vẫn kỳ vọng bán lẻ về cái mặt cuối năm. Bên cạnh đó, nếu như mà thị trường mà nó tích lũy, nó bẻ được cái thế phân kỳ nó đi lên á, thì chắc chắn là Masan nó sẽ tăng rất là mạnh nhanh vậy, chắc chắn luôn là Masan nó sẽ tăng rất là mạnh. Rồi thép này. Thép thì ngày hôm qua em cũng khuyến nghị mọi người vô thăm dò một phần Hòa Phát rồi. Hòa Phát nó cũng đánh rất là hay, nó lên đây nè anh chị, nó tích lũy trên này xong nó rũ xong nó hồi xong nó lấy lại được cái nền ở phía trên này, thì nó đang cho thấy tín hiệu rất là khỏe và đang test lại những cái cây rất là thanh khoản rất là thấp, đang trong một cái trạng thái tích lũy chặt nữa. Đó là lý do tại sao khuyến nghị mọi người thăm dò Hòa Phát là như vậy nhanh nhỉ. Thì có thể là ngày mai khuyến nghị mọi người thăm dò thêm tầm khoảng một hai mã cổ phiếu nữa đó. Rồi quay lại nhóm đầu tư công nha nhỉ. Đầu tư công thì HHV anh chị thấy nó cũng tương tự nè, tích lũy đi ngang nè, rũ nè, hồi nè, đang test lại cái nhịp số 2 nè, thanh khoản thấp này đúng không, SCN này. Nhưng mà đối với cá nhân em nha thì em thấy HHV nó đánh hơi khó chịu anh chị, nhìn những cái nến nó đánh nè, đánh rất là khó chịu, và kiểu như nhìn nó đi rất là chậm. Nhịp này anh chị muốn nhanh á, một là anh chị có thể đánh KHB, VCG hoặc là FCN. Đó, LCG cũng được. HHV thì em thấy hơi chậm thôi. Đó, nhưng mà đoạn này FCN em thấy nó nhảy. Đoạn này FCN em thấy nó nhảy. Anh chị có thể thấy FCN rất khỏe nha. Sideway up nè, rũ nè, lấy lại nền luôn. Rũ xong lấy lại nền luôn anh chị. Lấy lại nền luôn nha, chứ không có nằm lại, chứ không có nằm dưới hai kiếm nha. Anh chị nhìn LCG nè, nằm dưới hai kiếm nè. Rồi HHV nè, nằm dưới hai kiếm nè. KHB nè, nằm dưới hai kiếm nè. Nhưng FCN đó là một câu chuyện khác, nó lại nằm trên hai kiếm. Thì FCN anh chị đặc biệt quan tâm nha. Nếu như mà trong những cái nhịp rung lắc của thị trường mà nó giao dịch ở trên hai kiếm với thanh khoản thấp á, thì anh chị có thể tự tin nhặt thăm dò đối với FCN luôn. Đó. Kiểu như FCN nó cũng sẽ có cái nhịp test lại số 2 thôi, thì nói chung anh chị căng cái nhịp test lại số 2 quanh cái vùng là 17.3, 17.4 á, test lại với thanh khoản thấp thì anh chị mua liền, thăm dò 30 cho tới 50%. Đó đối với nhóm cổ phiếu đầu tư công. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua tới hai nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường, đó chính là nhóm cổ phiếu bất động sản và đối với nhóm cổ phiếu thép. Thì đất xanh ngày hôm nay cũng tăng được 1.7%. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như đất xanh hoặc là nhóm bất động sản nói chung thì nãy em có nói rồi, nếu như mà đầu tư công với lại chứng khoán á mà nhịp này mà nó rũ bỏ thành công và nó tăng lên trở lại, thì nhóm bất động sản có thể nó sẽ tích lũy, nó sẽ rung lắc tích lũy một thời gian ngắn rồi sau đó nó sẽ đi tiếp. Ví dụ như kiểu như đất xanh em nghĩ nó sẽ tạo một cái nền ngắn ở trên này, nó sẽ đi một cái nền ngắn trên này sau đó nó tiếp tục nó đi lên. Còn đối với những cái mã cổ phiếu như DIG thì nó sẽ có những cái cú rũ nhẹ. Nó DG thì nó đánh theo cái kiểu nó không tạo nền rồi anh chị, nó không có tạo nền ngắn, nó sẽ có những cái cú rũ nhẹ nhẹ như thế này với thanh khoản thấp thì anh chị có thể tham gia trở lại, hoặc là anh chị canh lắp cái gáp này lăn quanh tầm khoảng 26.5 thì có thể tham gia trở lại đối với cổ phiếu đích. Còn với đối với như sale thì thôi em chịu rồi, sale thì nó quýnh như vậy thì chịu rồi, đánh lên tầm khoảng hơn gần 30% đúng không anh chị, lăn quanh là 30% trong vòng 3 phiên giao dịch. Thì đối với những cái mặt cổ phiếu như sale anh chị có hàng thì anh chị cầm, nhưng mà đối với những cái mặt cổ phiếu như sale anh chị lưu ý nha, khi mà nó lên là những cái vùng đỉnh trên này nè thì chắc chắn nó sẽ có những cái nhịp rung lắc hoặc là những cái nhịp tái tích lũy trở lại. Cho nên chị không thể nào yêu cầu nó chạy băng băng như vậy được. Khi mà nó lên tới một cái vùng nào đó nó sẽ chững lại, nó tích lũy rồi sau đó nó sẽ đi tiếp. Con sale này anh chị yên tâm đi, nó lên như vậy nó chưa phân phối liền được đâu. Một cái nền tích lũy 7 8 tháng như này nó lên thì nó phải lên ít nhất là tầm khoảng 50%. Thì bây giờ hiện tại nó lên được 30 rồi thì nó phải chạy được ít nhất 20 nữa. Thì nó chạy, khi mà nó chạy được 50% là lăn quanh cái vùng ở trên này đi, thì nó bắt đầu nó sẽ tích lũy lại xong hoặc là nó sẽ có một cái cú điều chỉnh. Rồi sau đó nó sẽ tiếp tục nó đi lên. Thì đối với sale thì mình chắc nó phải lên được cái vùng 7 ở trên này. Nhanh đi, nó có thể nó lên được cái vùng 7 trên này, thậm chí nếu mà nó chạy nhanh đó, nó có thể lên được 40 luôn. Là cái vùng giao găm ở bên khung đồ thị tuần bên này. Thì đối với những cái mã cổ phiếu như sale thì nhịp một mình đã không ăn được, mình đã không mua được rồi á, thì chúng ta canh chúng ta ăn cái nhịp số 2, thì đợi nó có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh tích lũy tích cái nền số 2 thì chúng ta sẽ vô chúng ta mua, chúng ta ăn cái nhịp số 2 đó. Hoặc là HDC anh chị cũng có thể quan tâm và để ý. HDC đang bắt đầu có những cái dấu hiệu cân bằng trở lại, tuy nhiên HDC em nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp test lại một lần nữa. Nếu như cái nhịp test sau này mà thanh khoản thấp á, thì anh chị có thể tham gia vào các mã cổ phiếu HDC. Anh chị cũng có thể là để ý Nam Long. Nam Long cũng rất là hay. Nam Long trong giai đoạn vừa rồi tích lũy sideways.
Đó, xong rồi rủ một cái, xong rồi hồi lên đang test lại cái nhịp số 2 với thanh khoản thấp. Thì đối với 55 chắc chắn mọi người một điều rằng là 55 không phân phối, và thậm chí trong giai đoạn sắp tới chắc chắn mọi người luôn 55 sẽ tiếp tục tăng. Cho nên em nghĩ rằng là anh chị có thể là thăm dò một phần đối với 55 cũng được, nên dành cho những anh chị nào đam mê cổ phiếu 55, thích cổ phiếu 55, thích những cái mã cổ phiếu có nền tảng doanh nghiệp rất tốt nha anh chị. Đó, thì anh chị có thể là đánh 55 đó. Để em coi Khang Điền coi. Khang Điền thì chắc Khang Điền cũng ok nè. Khang Điền cũng ok, nhưng mà Khang Điền thì ta ghét lên loanh quanh tầm khoảng được 39-40 đó, 39.x40. Khang Điền cũng ok. Khang Điền thì nhịp vừa rồi nó cũng có một cái nhịp rũ nè. Hồi lên nè, đang test lại nè. Thì cái nhịp test này mà thanh khoản thấp thì có thể mua thăm dò. Chỉ cần đợi Khang Điền nó vượt lên lại được cái vùng loanh quanh tầm khoảng 36.9 ở đây thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm. Đó. Chúng ta sẽ mua gia tăng thêm theo chiều lên nha anh chị, chứ không mua DCA giống như kiểu mua trung bình giá xuống nha. Không mua gia tăng theo chiều xuống nha. Nhịp này chúng ta mua vô thăm dò 30 cho tới 50%, và nếu như mà cổ phiếu nó vượt lên, thị trường nó vượt lên, nó bẻ phân kỳ, nó phá được cái thế phân kỳ để tiếp diễn xuống tăng, thì chúng ta tự tin gia tăng theo chiều lên. Tại vì từ 4 cho tới 5 phiên nữa thị trường sẽ rõ ràng xu hướng. Thì nếu mà ngày mai chúng ta mua thì hàng chúng ta vẫn sẽ về kịp, và chúng ta sẽ để dành cái phần hàng đó, chúng ta sẽ mua gia tăng theo chiều lên chứ không có mua gia tăng theo chiều xuống. Nha nè. Những cái mã nào cổ phiếu nào có vùng mua gia tăng theo chiều xuống á, thì em sẽ báo, thì những cái tín hiệu đó em sẽ báo ở trên room khách hàng. Cho nên anh chị nào quan tâm tới room Zalo khách hàng á, hoặc là đang cần tìm một cái người tư vấn, một cái người đồng hành trên thị trường, thì cứ liên hệ trực tiếp với em Tính qua số điện thoại trên màn hình nha anh chị, 0866088044. Anh chị chỉ cần mở một cái tài khoản VPS hoặc là đang giao dịch bên VPS rồi á, thì chuyển ID về em. Là chúng ta sẽ đồng hành được với nhau và cùng nhau làm việc với nhau trên thị trường chứng khoán để cùng nhau tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Đó, có gì thì em sẽ cập nhật ở trên room khách hàng. Ngày mai em dự định là sẽ khuyến nghị tầm khoảng hai ba mã cổ phiếu gì đó để cho mọi người thăm dò thêm hai ba mã nữa đó, để có được cái kế hoạch trước, sẵn sàng trước, thì nếu mà thị trường nó bung lên cái là chúng ta chỉ việc gia tăng và chúng ta tiếp tục đánh sóng tiếp thôi và hướng lên cái vùng 1.300. Còn nếu như mà thị trường nó lại hướng xuống, nó lại xác nhận phân kỳ, nó mở bên dưới, nó phóng xuống á, thì lúc đó chúng ta sẽ quản trị rủi ro, chúng ta cắt lỗ. Nhưng mà những cái khoản lỗ em nghĩ là mua trong giai đoạn nó sẽ không vượt quá 7%, thậm chí là nó sẽ không có vượt quá được 5% trong những giai đoạn như thế này. Ok hai anh chị, cho nên em cũng thấy là cái phương pháp của em mới suy nghĩ ra cái kế hoạch của em nó cũng sẽ là khá là hợp lý. Cho nên chị nào quan tâm thì có thể là về với đội của em Tính. Vì một lý do gì đó, bên cạnh đó, vì một lý do đó mà anh chị không về VPS được á, thì em sẽ có một cái hình thức thu phí, thu phí tư vấn, thu phí room. Thì anh chị nào quan tâm thì cũng có thể tham gia theo cái hình thức đó. Nói chung là phù hợp hình thức nào thì anh chị tham gia theo hình thức đó. Ok hai anh chị. Đó, rồi chúng ta quay lại ha. Thì đó là về nhìn chung là như về nhóm bất động sản. Bất động sản bây giờ thì nó sẽ hơi khó mua, nhưng mà nếu như mà có những cái nhịp rung lắc sideways down xuống với thanh khoản thấp, hoặc là khi mà nhóm đầu tư công và nhóm chứng khoán mà nó xác nhận quay trở lại đường đua, thì nhóm bất động sản em cá với mọi người là nó sẽ bắt đầu nó sẽ chững lại trong một khoảng thời gian ngắn để tích lũy, rồi sau đó mới tăng tiếp được. Thì lúc ta sẽ tận dụng cái nhịp chững lại đó, cái nhịp tích lũy ngắn đó để chúng ta mua gia tăng và chúng ta mua mới đối với nhóm cổ phiếu bất động sản. Nào. Rồi tiếp theo là đối với nhóm cổ phiếu thép. Nhóm cổ phiếu thép thì Hoa Sen anh chị có hàng thì anh chị cứ cầm Hoa Sen, tại vì bây giờ Hoa Sen nó không có điểm mua nha anh chị. Trừ khi Hoa Sen nó quay về nó test lại được loanh quanh cái vùng là 20 hoặc sâu hơn là 19.7 thì Hoa Sen nó sẽ có điểm mua. Còn nếu mà Hoa Sen nó cứ lơ lửng trên này á, thì chỉ có anh chị nào liều thì anh chị vô mua. Nhưng mà Hoa Sen thì em cá với mọi người rằng là Hoa Sen nó sẽ còn tiếp tục tăng, chắc chắn là Hoa Sen nó sẽ còn tiếp tục tăng, chẳng qua là cái điểm mua nó không còn được đẹp nữa và target nó sẽ là hướng lên cái vùng 24, nghĩa là nó sẽ chạy được loanh quanh tầm khoảng 20% nữa nha anh chị. Tại vì sao em nói chắc chắn nó sẽ còn tăng? Tại vì vol thấp như thế này thì không thể nào phân phối được, mà chưa phân phối thì chắc chắn là sẽ còn tăng. Tương tự với Nam Kim nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Nam Kim thì đẹp hơn, Nam Kim ngày mai anh chị thích thì anh chị có thể mua thăm dò luôn. Đặc biệt anh chị nhớ là anh chị hãy mua trong những cái nhịp rung lắc, đặc biệt là mua ngay những cái đuôi nến dưới đây nè. Khi mà xuất hiện một cái đuôi nến dưới như vậy, chứng tỏ là trong phiên có những áp lực rung lắc quay về lại những cái vùng giá như quanh quanh 20 20.1, thì quanh những cái vùng giá đó anh chị có thể là mua gia tăng, hoặc là mua có thể là mua thăm dò mua mới đối với cổ phiếu như Nam Kim. Thanh khoản nó cũng thấp thì chắc chắn là Nam Kim nó sẽ còn lên nữa, thì đối với Nam Kim thì nó cũng sẽ lên loanh quanh cái vùng trước mắt là 24 chấm ít cho tới 25 thôi nha anh chị. Hòa Phát thì em đã khuyến nghị mọi người mua thăm dò rồi, ngày mai có thể là khuyến nghị mọi người mua thêm một phần nữa để nâng cái tỷ trọng lên 50%. Thì khi mà Hòa Phát nó vượt đỉnh các em sẽ khuyến nghị mọi người mua gia tăng full hàng luôn, mua gia tăng full hàng luôn, và sẽ đánh Hòa Phát lên cái vùng loanh quanh là tầm khoảng 33 cho tới 34, 33 cho tới 34. Nhịp này thì em tự nhiên em lại thích Hòa Phát, tại vì Hòa Phát nó tích một cái nền nó quá đẹp, thì khi mà nó bung lên một cái nó sẽ hướng lên 33 34 rất là nhanh đó. Thì đó là đối với nhóm cổ phiếu thép. Còn những cái mã cổ phiếu thép nhỏ nhỏ khác, ví dụ như VGS em thấy cũng ok, VGS em thấy cũng ok nè. Anh chị nào thích những cái mã cổ phiếu thép nhỏ thì có thể quan tâm tới VGS hoặc là SMC. Không, SMC thì bỏ đi, thép tiến lên á. VGS hoặc là thép tiến lên, SMC bỏ nha chị. Thép nhỏ thì có VGS, thép tiến lên, thì ngày mai hai mã này em thấy là có đều có thể thăm dò được liền luôn, thăm dò thôi nha chị, thăm dò thôi. Thì đó là những cái mã cổ phiếu thép nhỏ. Chúng ta bây giờ chúng ta phải đi vốn cẩn thận và đi vốn từ từ nha anh chị, chứ không phải là all in hay là mua đi vốn một lần nữa giống như giai đoạn hồi tháng 4, tháng 5, tháng 6 nữa đâu. Giai đoạn hồi tháng 4, tháng 5, tháng 6 anh chị có thể là tất tay
trong một lần mua. Nhưng mà giai đoạn này thị trường nó đã lên cao và những cái rủi ro nó vẫn còn đang tiềm ẩn, chưa xác nhận là đã rủi ro nó đã qua đi, thị trường cũng chưa xác nhận là đã điều chỉnh xong, cho nên là có mua thì cũng mua giải ngân từ từng phần từng phần từng phần, và đặc biệt là vô thăm dò trước bằng tiền thịt rồi sau đó chúng ta sẽ mua gia tăng thêm sau nha nhỉ, cho nên là cũng không có cần phải vội vã gì hết. Nói rõ với mọi người như vậy để mọi người hiểu đó. Rồi bên cạnh đó một vài mã cổ phiếu khác, đặc biệt là nhóm bán lẻ em đang để ý tới FRT và Masan, bán lẻ thì em để ý tới FRT và Masan. Nhịp này thì FRT em kỳ vọng là nó sẽ phá đáy, đang kỳ vọng nó sẽ phá đáy 73 để nó quay về những cái vùng như là tầm khoảng 70 71, thì về 70 71 em sẽ khuyến nghị mọi người tất tay luôn. Về 70 71 thôi, 70 71 vô thăm dò 50% về, nên nếu mà nó về được 67.5 68 là tất tay đối với những cái mã cổ phiếu như là FRT nhanh đi, tại vì dư địa mã này em nghĩ là tăng còn rất là tốt. Mã này tính ra nó mới chạy nhịp một thôi chứ đâu anh nhỉ, một cái nền tích lũy đây nè. Bước lên nè, cái nền trên này anh nhỉ, bước lên nè, tích lũy cái nền số 2 nè. Xong rồi nó sẽ còn chạy một cái nhịp số 2 nữa, cho nên chị yên tâm đối với những cái mã cổ phiếu như FRT nha, vol như thế này không thể phân phối được đâu. Rồi mã bán lẻ tiếp theo là Masan, thì bán lẻ em chỉ quan tâm hai mã này thôi, Masan và FRT. Còn đối với những cái mã cổ phiếu như thủy sản á, ví dụ như Vĩnh Hoàng á, thì Vĩnh Hoàng nó cũng em thấy nó đang hơi yếu, nó có cái nhịp rũ ở đây nó hồi lên nhưng mà nó đang quay trở lại, em thấy nó đang hơi yếu, nó được một cái điểm cộng là thanh khoản thấp thôi, thì chúng ta theo dõi xem như thế nào. Đối với những cái mã cổ phiếu như Vĩnh Hoàng á, em nên chờ nó vượt hẳn lên 76 mua nó sẽ đẹp hơn. Hay những cái mã cổ phiếu như IDI nè, chờ nó vượt hẳn lên 14.6 mua. ANV nè, đợi nó vượt hẳn lên 36.2 rồi mua. Những cái mã cổ phiếu như thủy sản á, nó hơi yếu một chút xíu thì đợi nó vượt hẳn lên kháng cự phía trên đó rồi chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nhanh đi. CMX thì em thấy thủy sản có CMX đẹp. CMX thì anh chị nâng chặn lại lên tầm 11. Nếu anh chị nào đánh ngắn hạn còn như là đánh trung hạn thì có thể tiếp tục nắm giữ. Tại vì em nghĩ sóng này là sóng tổng thể. Nếu nhịp sau mà thị trường nó lại phá phân kỳ nó đi lên á, theo cái kịch bản tích cực là nó phá phân kỳ nó đi lên á, thì em nghĩ là sóng sóng này nó sẽ lan tỏa ra tất cả các nhóm ngành, nhóm nào cũng sẽ tăng được, quan trọng là chúng ta chọn được nhóm ngành nào tăng mạnh nhất thôi. Thì trong giai đoạn này thì em thấy là có bốn cái mũi nhọn tấn công đó: bất động sản, thép, chứng khoán, đầu tư công. Nhanh nhẹn, bất động sản, chứng khoán, thép, đầu tư công. Khu công nghiệp thì bây giờ nó cũng sẽ còn lên nhưng mà nó sẽ lên yếu, dư địa nó sẽ không còn nhiều, phù hợp với những anh chị nào cầm được những cái vị thế tốt ở dưới từ giai đoạn tháng 5 tháng 6 á, thì chị cầm tiếp. Anh chị lưu ý giúp em cái giai đoạn này nha, là anh chị nào có vị thế tốt á, thì tiếp tục nắm giữ. Vị thế tốt là như thế nào, là anh chị mua được từ giai đoạn tháng 5 tháng 6 á, đó là những cái vị thế tốt đó, thì mình có thể là tự tin tiếp tục nắm giữ được, không có vấn đề gì hết đối với thị trường, trừ khi nào thị trường 4 5 phiên nữa nó rơi vào trạng thái tích lũy chặt, nó sát nhập hai kiếm lại với nhau, nó thủng 1226 thì lúc đó chúng ta có thể là chúng ta canh tiếp tục hạ thị trọng. Còn nếu như trong giai đoạn này thị trường nó không thủng 1226 thì anh chị cũng không cần thiết phải lo lắng. Ok ha gì? Thì đó là những cái dạng cổ phiếu mà đang chờ mua, nãy giờ em chia sẻ rất là kỹ rồi ha. Quan trọng nhất là chúng ta canh những cái nhịp rung lắc nhẹ nhẹ trong phiên á, để chúng ta mua thăm dò trước đã. Mua thăm dò trước rồi hàng về rồi chúng ta sẽ tính đến cái chuyện gia tăng sau. Theo những cái kịch bản mà hồi nãy em đã có nói với mọi người về thị trường mà nó bung lên nó phá phân kỳ chúng ta mua gia tăng, còn thị trường mà nó phá nó xác nhận phân kỳ nó đi theo cái chiều hướng đi xuống á, thì chúng ta sẽ phải quản trị rủi ro bằng cách là cắt lỗ. Nhưng mà những cái khoản lỗ em nghĩ là nó sẽ không có vượt quá tầm 7% đâu, thậm chí là nó sẽ không vượt quá 5%. Đó. Ok anh chị, em đã chia sẻ rất là kỹ với mọi người về cái vấn đề về 4 5 phiên nữa thị trường nó sẽ biết rõ một cái xu hướng mới, có thể là sẽ tiếp diễn xuống tăng hoặc là có thể là xác nhận xuống giảm. Nhưng mà thật sự ra đối với cá nhân em nha, đối với cá nhân em nha, thì em vẫn có một phần nào đó em nghiêng về cái việc mà thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh hơn. Tại vì sao? Tại vì thật ra em nghĩ rằng là nếu như mà thị trường giai đoạn này cho dù nó có tích lũy và nó đi lên tiếp á, thì nó sẽ cái dư địa nó sẽ không có đi lên được quá nhiều nữa. Ví dụ như bây giờ quanh quanh cái vùng này đi, em cho tròn là 1250 đi, thì nó lên nó chỉ lên được 50 điểm thôi. Trong cái khoảng 50 điểm đó, nổi nhóm chứng khoán, nổi nhóm đầu tư công nó chạy thôi, hoặc là nó kéo theo được những cái mã cổ phiếu như Masan rồi nó phục hồi lên thôi, thì thị trường chúng ta sẽ chạm 1.300 rất là nhanh. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn dư địa để cho những cái nhóm khác nó chạy quá nhiều nữa. Cho nên em nghĩ là giai đoạn này thà thị trường nó chỉnh đi 4-50 điểm cũng được, quay về lại quanh cái vùng là 1.200, thì lúc đó cái dư địa của thị trường nó sẽ còn loanh quanh có thể là 100 điểm hoặc thậm chí là hơn 100 điểm. Thì cái dư địa 100 điểm cho tới hơn 100 điểm đó thì dư sức để cho toàn thị trường nó có thể nó chạy, thay phiên nhau nó chạy rất là nhanh, có thể chứng khoán đầu tư công nó chạy xong rồi nó lại lan tỏa qua tới bất động sản, rồi thép nó chạy tiếp, và thậm chí là còn dư chỗ cho ngân hàng chạy, nó dư chỗ cho Vin30 chạy thêm một nhịp nữa. Cho nên em vẫn nghiêng về cái chiều hướng rằng là thị trường nó nên có một cái nhịp điều chỉnh trước khi nó đi lên. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của em thôi. Nó không có đụng chạm, thế nhưng anh chị đang cầm hàng gì hết nha. Anh chị đang cầm hàng vị thế tốt thì cứ nắm giữ bình thường. Khi nào thủng 1226 thì chúng ta quản trị rủi ro, còn không thì thôi. Nhưng mà đó là cái quan điểm cá nhân của em. Chỉnh xuống cái thì nó có dư địa nó tăng tiếp tục đi lên, nó sẽ mạnh hơn và nhịp sau nhiều mã cổ phiếu nó sẽ tăng được tốt hơn, có thể là tiếp tục tăng được 50%. Ví dụ như vậy. Ok ha, thì tại vì cái bây giờ nếu mà nó bắt đầu nó tăng từ đây luôn thì dư địa nó chỉ có lăn quanh tầm khoảng 50 điểm thôi. Nó không có nhiều. Nhưng mà nếu nó có một cái cú chỉnh nhẹ xuống cái rủ hàng xuống cái nhịp sau nó lên nó thanh thoát hơn mà cái dư địa nó lại còn nhiều hơn. Cho nên em vẫn nghiêng đâu đó vẫn nghiêng về một cái trường hợp là thị trường nó sẽ điều chỉnh trước khi tiếp tục đi lên,
nhanh đi. Và nếu cho dù thị trường có điều chỉnh thì anh chị hãy vui vẻ đón nhận cái nhịp điều chỉnh đó, chứ đừng có nói thị trường sập, đừng có nói thị trường up này kia. Nó chỉ đơn giản là một cái nhịp điều chỉnh trong một cái quá trình uptrend. Anh chị có thể kéo về quá khứ anh chị xem, trong cái quá trình thị trường đi lên luôn có những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, và chúng ta vui vẻ đón nhận cái nhịp, những cái nhịp điều chỉnh đó. Và đặc biệt trong những cái nhịp điều chỉnh đó, chúng ta phải quản trị được rủi ro, quản trị được dòng vốn của mình để chúng ta không bị mất tiền trong những cái nhịp điều chỉnh là đã quá thành công rồi. OK ha đi. Thì nói chung là cho dù thị trường có đi hướng nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ kiếm được tiền. Chỉnh xuống chúng ta mua thêm cổ phiếu, chúng ta vẫn kiếm được tiền sau đó. Thị trường nó có bước lên đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ kiếm được tiền, tại vì chúng ta đã mua thăm dò trước và khi mà bước lên chúng ta sẽ mua gia tăng. OK ha đi. Chưa chưa kể là những anh chị còn đang nắm giữ một phần hàng, chưa bán hết hàng, thậm chí là nhiều anh chị em biết còn vẫn đang nắm giữ full hàng luôn. Đó. Thì chúc mừng những anh chị nào đã nắm giữ được full hàng trong giai đoạn vừa rồi. Đó. Thì nếu mà cổ phiếu nó có bước lên mà còn tiền thì mua gia tăng thêm, còn nếu mà chỉnh xuống thì quản trị rong một phần xong rồi về dưới cover lại, đơn giản là như vậy thôi. OK ha anh chị, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi hết cái video nha. Có gì cần hỗ trợ, cần một người tư vấn về với đội của em Tính, đồng hành cùng với em Tính á, anh chị mà muốn đồng lành lâu dài cùng với em á thì chuyển về đồng hành cùng em, về với team của em, hoặc là anh chị nào mà muốn đồng hành cùng với lâu dài cùng với em nói riêng hay là cả câu lạc bộ nói chung, thì bên câu lạc bộ đang có triển khai một cái chương trình gọi là hợp tác đầu tư. Thì anh chị muốn biết thông tin chi tiết á thì liên hệ đó với em nha, thì liên hệ với em. Đây là một cái chương trình rất hấp dẫn dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mà không có thời gian theo dõi bản điểm quá nhiều, mà muốn tìm một cái nơi để có thể đồng hành lâu dài, để có thể quản lý tài khoản của mình, quản lý danh mục của mình, để có thể là tìm kiếm lợi nhuận đến từ thị trường chứng khoán, thì có thể là liên hệ trực tiếp đó với em. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi hết cái video này nha. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, cũng như là hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. OK, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, chúc mọi người ngon. Tối ngày hôm nay em xin phép mọi người up thêm một buổi livestream nữa nha anh chị. Đó. Thì trong cái video này em cũng nói rất kỹ về thị trường, cũng như nói rất kỹ về các cái nhóm ngành và những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm cổ phiếu thuộc dạng mua rồi. Anh chị nhớ xem kỹ hết cái video này nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye cả nhà.